Cô chào các con. Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá về thế giới động vật qua những trò chơi nhé. Bây giờ, cô mời các con chơi trò chơi tìm mẹ cho con. Có 3 loại cá khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng. Các bé hãy tìm mẹ cho những con cá con nhé. Chúng mình tìm được chưa? Chúng mình xem đáp án nào. Mỗi loại cá có sở thích về rong rêu theo đúng màu sắc của mình. Bây giờ các con hãy chọn đúng sở thích của các loại cá đó nhé. Chúng mình tìm được chưa? Chúng mình cùng xem đáp án nào. Có 4 bạn trên màn hình, bạn chuột, bạn sóc, bạn thỏ và một bạn nữa. Các con hãy tìm thức ăn phù hợp cho các bạn đó nhé. Chúng mình tìm được chưa? Bây giờ chúng mình cùng xem đáp án nào. Còn đây là bạn cá, bạn cún con, bạn mèo con, bạn gấu và bạn ngựa nữa. Chúng mình cùng tìm thức ăn phù hợp cho các bạn đó nhé. Chúng mình đã tìm được chưa? Đây là đáp án này. Còn đây là bạn khỉ, bạn chim cánh cụt, bạn ong, bạn ngựa vằn và bạn chuột. Chúng mình cùng tìm thức ăn cho các bạn đó nhé. Các con làm xong chưa? Mời các con cùng xem đáp án nhé. Trên màn hình có 4 loại cá với 4 màu sắc khác nhau. Các con chú ý hãy nối bộ phận còn thiếu sao cho phù hợp nhé. Các con cùng xem kết quả nào. Có 4 bạn thiên thần đi chơi, mỗi bạn mặc một chiếc váy với màu sắc khác nhau. Các con hãy tìm hoa phù hợp với chiếc váy của các bạn đó nhé. Các con cùng xem kết quả nào. Như vậy, vừa rồi các con vừa khám phá về thế giới động vật qua những trò chơi đấy. Cô chúc các con có những buổi học tiếp theo thật là vui và bổ ích.